À, chào các bạn ha, mình bên cửa hàng Phú Hương, website là www.cửahangphuhuong.com. Hôm nay bên mình tiếp tục giới thiệu cho các bạn về cái công dụng và tác dụng của cái máy phun cát. Đây là cái máy phun cát CIT 1500 của Đài Loan sản xuất. Máy này thì công dụng là nó hút cát khô. Đây là một cái xô cát khô. Đây là cái lượng. Đây bên mình sẽ làm cái đoạn velour đếp để chà của cái máy cắt cỏ. Cái đồng này thì khách hàng của bên mình đã sử dụng khá là lâu rồi. Cái giò hút thì mình cắm vào cái xô cát khô, thì cái khát cát khô này sau khi phun ra mình có thể dùng chổi mình quét lại lượt qua cái lượt này thì mình tiếp tục xài tiếp. Thì với một lượng cát khô này mình có thể xài tuần hoàn liên tục tái sử dụng lại ha. Này bên mình sẽ tiếp tục xử. Bạn coi cái hình thức ban đầu lại cho kỹ ha. Để cát này phun rất mạnh này, các bạn là chúng ta phải mang kính và đeo khẩu trang ha. Khoảng 30 giây thôi ha, cực kỳ sáng. Tiếp tục qua cái bồ xả ha. Đây là lượng cát nó phun ra rất là ít. So với cái lớp cũ của bên này thì khác biệt á, rất là khác biệt. Thấy không? Một tiếp tục xịt đây. Cực kỳ hoàn hảo ha. Rồi. Đây là mình chỉ mới phun sơ qua thôi đó, nhưng mà chúng ta phun kỹ thì những cái lằn rảnh này
phun lên những lần ảnh này thì nó sẽ sáng hơn nữa. Cũng giống như cái nòng này chúng ta phun kỹ những cái vết này đó thì nó sẽ sạch ra, hầu như là nó tẩy rửa sạch gần như là 98-99% so với cái nòng ban đầu của nhà sản xuất mới xuất xưởng. Các bạn có thể thấy lượng cát chúng ta sử dụng rất là ít, phun ra rất là ít. Này chúng ta dùng chổi quét là chúng ta qua cái lượng lượng lại thì khỏe ha. Ta phun thêm một lượt nhẹ nữa ha. Cực kỳ đẹp. Cực kỳ sáng ha. Đây một cái ghi đông khá là sợn nè. Ta đi xịt cho nó sáng hơn. Sáng cực kỳ ha. Đây là cái máy phun cát CT của Đài Loan. Lượng cát sử dụng rất là ít ha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Có nhu cầu đặt hàng cứ liên hệ trực tiếp thông tin ở phía trên của trang web.